Tại tỉnh Phú Yên, đến 7 giờ sáng nay ngày 10 tháng 2, tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2020. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều cảm thấy vinh dự, tự hào và hứa cố gắng rèn luyện trong quân ngũ. Năm nay, tỉnh Phú Yên được giao tuyển chọn 2010 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27. Quân số được giao cho 4 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 10 đơn vị của Quân khu 5, 1 đơn vị của Bộ Công an. Để công tác giao nhận quân bảo đảm số lượng, chất lượng, an toàn tuyệt đối, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phú Yên làm tròn khâu tuyển chọn người nào chắc người đó. Tất cả thanh niên được nhập ngũ đều đạt tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và sức khỏe. Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để đạt được cái thành tích tốt nhất trong cái đợt huấn luyện. Chính thức được trở thành quân đội thì em cảm thấy rất là tự hào. Và em hứa là sẽ ra sức phấn đấu và cố gắng học tập để rèn luyện bản thân. Do tình hình phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, nên công tác giao nhận quân tại các địa phương của tỉnh Phú Yên diễn ra ngắn gọn. Các chiến sĩ đều được kiểm tra sức khỏe lần cuối, cấp phát khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn để bảo đảm an toàn trước khi lên xe về đơn vị. Đến 7 giờ sáng, tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên đã hoàn thành công tác giao nhận quân, bảo đảm an toàn và đạt số lượng 100% quân số.